Rồi ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đánh bài tiếp ha. Rồi tiếp tục với bộ mảnh thú nè các bạn. Nói chung là chơi mảnh thú cũng khá là vui. Nói chung là mảnh thú bữa giờ chưa ra. Nói chung là ra được cái rừng này, giờ có rừng là vui rồi. Mà mình đặt bẫy ở trong rừng nữa thì nó lại là quá là hợp đi ha. Có bảy mấy cái hố này ở trong rừng nữa thì đúng chuẩn ở Việt Nam mình luôn rồi. Đây con heo rừng của mình cũng từ 1800 mà nó lên được 2000 là thấy cũng đỉnh rồi. Chà, anh cũng biết vậy cho nên không tấn công ha. Rồi không tấn công nhưng mà một khi đã vào rừng rồi thì cũng chả thể thoát. Anh em đâu bắn? À, là con này à, cũng nghi nghi là nó rồi cho nên phải lấy con mạnh bắn trước. Tại ảnh sẽ phá con mạnh thì con yếu còn bắn được phát nữa chứ không mình khỏi bắn. Lấy được của ảnh 2000 máu rồi thôi, coi như của con tiếp. Vấn đề là đánh được con này á, chưa đoán được là bộ gì. Tại Maric có nhiều bộ có con này lắm. Maric giống như Yugi vậy, rất là thích xài mấy con nổ giống như vậy. Cái gì đây? À hồi sinh. Rồi tốt thôi, ảnh hồi sinh cho mình thì mà hồi con này được cái gì đâu. Rồi tốt, khoan lớp xuống nữa, nguy hiểm. Đây biết nó là cái gì rồi, bắn trước. Con chó của mình với con này có duyên nhau, hai đứa cùng xuống mồ cùng lúc không. Rồi thôi, nếu đã có duyên rồi thấm lại vậy. Rồi biết cũng biết là nó rồi cho nên không sao. Loại bớt con của mình tránh cho tình trạng bất bại. Rồi rút ra coi con gì. Rồi thành công. Có điều là con này bắn thì dễ chết mà hơn cái bộ bài này ít khi mà anh bắn lắm, chỉ có mỗi thực ra là nó bắn thôi. Rồi bộ bài này nó lại không sợ trap hole, tại đa phần anh đứt bài xuống. Cũng may là nãy giờ mình chưa ra nhiều bài quái chứ không mình cũng no đòn với ảnh rồi. Vô lá gì thằng sâu, trời ơi, năm đá bài của tôi. Rồi thôi cũng không sao, 36 36 quê. Tụi bài này nó núp xuống hoài chứ có mỗi lần ra là mới lên nè. Ra luôn đi. Đây, ít nhất thì mình có con này. Rồi, tốt. Con này cũng quan trọng, úp xuống luôn đi. Có gì mất thì mất con kia thôi. Mất cái tôi sống tầm này thôi. À, con này, trời ơi, 3000 máu của tôi. Quên mất, ảnh còn có con này các bạn. Rồi ok, anh hại em đúng không? Giờ em hại lại gì đâu. Rồi, sao hết, chuyện nhỏ. Vô tiếp. Cái anh có võ công gì nè. Bắt đầu rồi đấy. Không dễ đâu, đỡ cuộc phong của em. Giật bài chi thuật hả? Phá con này là ảnh hết chơi chưa rút bài của ảnh. Rồi cũng tốt, quăng ra phá đổi no. Còn là con này là mấy video nó giật bài của mình rồi. Rồi đây. Cái gì đâu mà chửi em, chơi thua cứ chửi người ta nhé, cái ông anh này thiệt tình. Rồi đây xin lỗi nha heo rừng. Are you trying to make me angry? Rồi tiếp tục vô. Thế là xong.
cúp nữa, bộ bàn hay nút không à? Đó rồi. Tại bộ bàn toàn bộ nó là quái kiểu kia hết. Rồi. Ghi đồ đâu, không lửa đi. Rồi cho anh rút ba lá. Cái này là lá đó là lá gì chúng ta chưa biết. Mời mất. Cái này thì được cầm. Cái này được cầm luôn. Rồi xong anh ấy vòng. Giật bài nhưng mà lần này anh xui, anh không đặt trap được. Bộ bài này nó còn nguy hiểm nhờ mấy cái trap nữa. Anh lấy được mỗi của mình 3000 máu là nhờ cái con người máy kia thôi. Bên này thì cái con mìn nó lại biến thành cái con quỷ rồi, cho nên là nó muốn lấy máu được người ta thì nó lại phải nhờ vô cái con người máy đó. Cái con người máy mà một mắt nãy á. Chứ nó không giống như là cái bộ máy móc bên bản của Joey. Muốn chơi lại cái con mìn thì phải chơi qua bản của cái Osborn. Rồi lại úp xuống. Rồi tốt thôi, tốt thôi. Đây. Đây. Và đây. Vô. Vô. Don't make me laugh. À có chiêu, có chiêu. Rồi, cũng nguy hiểm. Đây. À hồi sinh này thật ra. Nhưng mà ai cho anh hồi? Thật ra xuống hố thì không không được lên nha. Thật ra mà lên ai chị ai chịu cho nổi. À no. Dở lên. Vô. Vô. Anh em đâu bắn. Ai già quên mất có thể có bài đồ phò. Rồi tốt thôi, nhưng mà khả năng canh nhớ úp bài xuống mà bộ bài ít khi nào mình mất máu trực tiếp lắm. Take this. Gì đây? Cao được chút sành chết tôi. Tất cả ảnh mất bài quý hơn mình. You can't hide forever. Rồi đây vậy phải lấy con này hất thằng ra của anh vô. Take this. Rồi bình thường. You're merely postponing the inevitable. Is that all you have? Rồi biết anh lợi hại rồi. Rồi. Damn you. Bài vô. Thật ra muốn ra thì khó lắm. Tại vì hiến tế hai con. Úp cái này xuống là được rồi. Đối với bộ bài này là phải hết sức cẩn thận, các bạn không có cương được. Cái chổi đâu rồi ta? Toàn con đến thủ không. Rồi chủ động bắn phát coi. Con này là con chi? Chắc nhận mất lá rồi chứ không biết sao giờ. Rồi lại là con này. Phép thì ảnh lấy, trap với quái thì được giữ. Rồi quái, trap. Đáp. Ngon. 300. Ảnh để cái lá bao bằng tại đây là nhiều khi anh tự kéo máu ảnh. Rồi tại vì cái lá này mà ướp chưa có xài được, phải qua lượt sau cơ. Rồi thôi là Marufo gián này cũng ít có cơ hội xài lắm. Úp bài xuống nữa. Không có trap ở đây à. Chơi. Rồi. Con gì đây?
cứ lấy con yếu mà bắn. Rồi 2000 máu của tôi. Rồi đây cái con Bogan Ganon này cũng mệt đấy, lấy máu mình khá là nhiều. Mà chơi bộ máy móc có con này cũng đỡ, có con công có con thủ, có gì mình ra bài cho nó dễ. Rồi vô. Hết máu chưa anh trai? Bên bản của mới chuyện huyết pha của con bạo á, là nó chơi theo dạng trap, cho nên nó là muốn phá huyết pha của con bạo là cũng dễ đê, mà cũng mệt lắm. Rồi quá hay, ra rất đúng con mình cần, phong ấn luôn. Rồi thế là xong, tạm biệt Maric nha. Bữa nay Maric ra bài hơi xui, dán đầu tiên thì bị mình khắc chế, ảnh không dùng chiêu của ảnh được, quay dán số 2 ảnh dùng chiêu của ảnh được nhưng mà vẫn bị mình chặn ở đòn cuối mà không chặn mình cũng mệt đó, chứ không phải không đâu. Ảnh hồi sinh lên hoài là mình hết hơi đấy, hoặc ảnh hồi sinh một con thôi mình cũng mệt rồi. Thật ra thì chết dí trên tay là không làm gì được, mình phá thật ra nhiều khi ảnh hồi sinh được lần nữa nhưng mà mình quăng đó thôi. Thật ra lên tay ảnh á, ảnh muốn có hai lá để mà ảnh hồi sinh cũng có, đây là ảnh muốn hai lá để ảnh hiến tế là đầy khó đó. Rồi tốt. Ồ, một con Cyber Happy Lady nữa, quá tuyệt vời. Con này đỉnh rồi khỏi nói. No, this can't be. Bên này con này được ra trực tiếp luôn. Rồi ok đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình á. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.